Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã đến với chương trình Ngữ văn lớp 6 bộ sách kinh đầu tri thức cuộc sống. Tiết học ngày hôm trước, các em đã vừa tìm hiểu văn bản Chuyện của Bích là người của tác giả Phương Quỳnh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản tiếp theo, đó là một bài thơ rất nổi tiếng của một nhà thơ Ấn Độ đã được trao giải Nobel về văn học. Ông được coi là nhà thơ đầu tiên của châu Á được nhận giải Nobel văn học, đó chính là bài thơ Mây và Sóng của Rabindranath Tagore. Mây và Sóng ở chương trình cũ học lớp 9, chương trình mới các em học lớp 6. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về tác giả Rabindranath Tagore. Ông sinh năm 1861, mất năm 1941, là nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ. Và ông là nhà văn đầu tiên của châu Á nhận giải Nobel văn học năm 1913 về tập thơ văn. Và thơ ông thể hiện trước trữ tình, triết lý nồng đượm, chủ nghĩa nhân văn sâu sắc. Và bài thơ được in trong tờ Trăng Non xuất bản năm 1909. Và ông đã từng đến thăm Việt Nam của chúng ta rồi đấy các em ạ. Ở đây chúng ta có đám thuyền này, ở mảnh trăng non này, ở tiếng Anh là The Present, tặng vật là Lover Gift, và đây Collecting Point Blanks, đúng không? Đây các cái tác phẩm nổi tiếng của ông. Chúng ta sẽ cùng nhau hợp với đọc bài. Chúng ta sẽ đọc truyền cảm nhẹ nhàng, không quá nhấn mạnh các lời thoại. Lưu ý với các em, đây là một bài thơ tự do, vậy nên nó khá là dài và nó thường là nó khá khó nhớ với học sinh. Và nhưng nếu như các em chăm chỉ học thì chắc chắn các em vẫn có thể vùng được bài thơ này. Bài thơ này cũng khá là dài đấy. Nhưng mà các em và nó cũng có thể là trong quá trình có thể em quên hộp rồi, nhưng các em đây có thể đọc sai một vài từ chuyện bình thường, vì bài thơ này cũng không phải bài thơ dễ thuộc các em nhé. Về bộ câu văn bản này, vì đây là thể thơ tự do đúng không ạ? Vậy nên là sẽ phân theo nội dung của văn bản. Hạn phần hai phần, thứ nhất là mẹ ơi sinh thẳm. Phần hai là trong xóm biến chú nào. Phần thứ nhất đó là câu chuyện của với mẹ, với những người ở trên mây và trò chơi thứ nhất của em bé. Phần hai đó chính là câu chuyện với mẹ về những người ở trong sóng và trò chơi thứ hai của em bé. Và đây là hai phần nó gần như là diễn biến khá song song với nhau đúng không ạ? Tiếp tục em nhé. Vậy thì giả thiết không có phần thứ hai thì ý thơ liệu có được trọn vẹn đầy đủ không? Thì tôi khẳng định chúng ta có 10 giây để suy nghĩ. Chắc chắn không, bởi vì bài thơ nếu như không có phần thứ hai thì nó sẽ không trọn vẹn, bởi vì thêm phần thứ hai thì là có thêm những khách mới đúng không ạ? Như vậy tình yêu thương mẹ của em bé mới được trọn vẹn, hay nói khác là tình cảm em bé với cho mẹ mới được trọn vẹn em nhá. Vậy các em hãy chỉ ra những điểm giống và khác nhau về phố vòng thơ, về cách xây dựng hình ảnh, về cách tổ chức hộp thơ giữa hai phần với nhau. Điểm giống ở đây thì trình tự tường thuật của hai phần đầu giống nhau nhá. Giống nhau ở chỗ nào? Thứ nhất là mình thuộc lại lời vù vê của mây và của sóng đúng không ạ? Và nhan đề của văn bản là mây và sóng, vậy nên chắc chắn là mây và sóng là về đây trên những người, những cái sự vật ở kêu gọi em bé là đi chơi, đi chơi với chúng đúng không ạ? Và thế nhưng là trước lời vù vê tưởng chừng rất là thân mật đó thì em bé đã từ chối và đưa ra lý do từ chối của mình, và từ đó là bên bé lên và lên trò chơi mới đúng không ạ? Và trong cả hai phần thì vòng thơ thứ năm đều là phản ứng trực tiếp của em bé trước đường vũ về. Còn điều khác nhau thì ở phần thứ nhất mở đầu bằng từ mẹ ơi, nhưng phần thứ hai lại không hề có, và ý và lời ở hai phần gần như không hề trùng hợp nhau nhá. Mây và sóng thì đều là những cảnh vật tự nhiên khá hấp dẫn đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên tính chất hấp dẫn nó cực kỳ khác nhau. Và bố cục trên làm cho bài thơ, chủ đề bài thơ được trọn vẹn đầy đủ hơn. Vậy nên nếu như không có phần hai thì chắc chắn là cái chủ đề văn bản nó sẽ không được bộc lộ rõ đâu các bạn ạ. Về lời mời gọi của những người phóng chim mây thì đây trên nội dung phổ nhất của văn bản. Các bạn thân mến, câu đầu tiên: mẹ ơi trên mây có người gọi con, trong phòng có người gọi con, bọn tớ ca hát từ phán sớm cho đến hoàng hôn, bọn tớ ngao du nơi này nơi nọ mà không biết từng đến nơi nào. Vì không phải thiên nhiên thì thiên nhiên ở đây chúng ta thấy rằng là bức ảnh,
Thứ bảy là thiên nhiên ở đây vực rỡ bí ẩn, bao điều thú vị thật khó để từ chối. Thế nhưng em bé lại trụ đấy. Mây và phóng thì tượng trưng cho những thú vui hấp dẫn như của con người, không ạ? Và thế nhưng em bé đã từ chối, vậy thì em bé đã từ chối như thế nào? Lúc đầu thì em bé cũng muốn đi lắm. Những người phóng chim mây và những người phóng chim phóng thì nói rằng em bé khi mà nói đối mặt với từ chối với những người phóng chim mây thì em bé nói rằng nhưng tôi làm sao mà đi được với các bạn. Những người phóng trong phóng, nhưng tôi làm sao mà được các bạn. Sau đó thì em bé đã từ chối. Vậy thì lời từ chối của em bé với những người phóng chim mây và phóng trong phóng nó khác nhau như thế nào? Đối với những người phóng chim mây, mẹ tôi đang đợi ở nhà, làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được. Còn đối với những người phóng trong phóng, buổi chiều mẹ tôi luôn luôn muốn ở nhà với mẹ, làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được. Đúng không ạ? Ở đây thì về câu văn ở đây của giống nhau này, làm sao tôi có thể bỏ tôi mẹ tôi mà đi được. Đây điểm giống nhau nhá. Về điểm khác nhau đây, đối với những người phóng chim mây thì mẹ tôi đang ở nhà, còn đối với những người phóng trong phóng là buổi chiều mẹ tôi luôn luôn muốn tôi ở nhà với mẹ. Đấy. Vậy hai vế thì đây đều có hai vế. Thứ nhất là lý do từ chối, tại sao lại không tại sao những cái lời lời mời tưởng chừng rất là ngọt ngào có thể là khiến cho người ta thể đồng ý lập tức nhưng mà em ấy lại từ chối. Vế thứ hai là cái câu hỏi hàm ý. Để làm gì? Và chính hai vế này đã chứng tỏ rằng sức mạnh của Bích Mẫu Tử đã vượt giúp em bé vượt lên mọi hàng muốn gắn dỗ. Và đây cái Vabindranath Tagore cũng đã gửi gắm thông điệp qua bài đọc qua cho người đọc, đó là gì ạ? Đó là có những cái thứ nếu như mà mình có cái bản lĩnh vững vàng thì mình chắc chắn mình có thể vượt qua mọi cái ham muốn với sự cám dỗ ngọt ngào của xã hội đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về trò chơi em bé phản bạn ra sau khi mà em bé đã đưa ra lời từ chối. Đây, chúng ta thấy bức tranh đây. Đúng không ạ? Nếu con là mây thì mẹ sẽ là trăng. Đúng không ạ? Đấy. Nếu con là mây thì mẹ sẽ là trăng, trong một bài vô thơ có câu tương tự như thế. Đúng không ạ? Ta hãy thấy rõ câu thơ này. Nếu con là phóng thì mẹ sẽ là bờ, đúng không ạ? Về trò chơi thứ nhất của em bé, con là mây thì mẹ sẽ là trăng. Hai mai tay con chụp bên mẹ vì mây nó sẽ bao trùm bên trăng mà, và mái nhà là một bầu trời phên hà. Với trò chơi thứ hai, con là phóng thì mẹ sẽ là bờ biển, con sẽ lăn 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 mãi và vỗ vào gỗ mẹ cười vang, đúng không ạ? Ở đây thì phóng vào bờ biển, đúng không ạ? Chúng ta đã mà ở đây có thể nhớ đến về hai vô thơ trong bài thơ phóng. Ôi con phóng nhớ bờ, đúng không ạ? Đấy, và phóng với bờ như là một, đúng không ạ? Như là hai vế hình thể hòa vào với nhau. Và ở đây thì có phải lăng 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 mãi và vỗ vào gỗ mẹ cười vang, đúng không ạ? Phóng nó biết lăng, đúng không ạ? Và ở đây nhân vật ở đây đã hóa thân mình thành phóng, phóng mới biết lăng, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta thấy rằng trò chơi của em bé rất hay, thú vị, sáng tạo, vừa thẳng ước mong lại là mây làm phóng tinh nghịch bay cao lam xa phiêu du khắp chốn mà không cần phải chấp nhận những cái lời phụ vỗ ngọt ngào, lời mà ngọt ngào từ những người phóng chim mây và những người ở trong phóng, lại vừa được quấn với bên mẹ của mình, đúng không ạ? Vậy em cảm nhận như thế nào về câu thơ không ai biết mẹ con ta ở chốn nào? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là Bình Mẫu Tử hòa quyện lan tỏa thâm nhập khắp thiên nhiên vũ trụ mênh mông. Vì trò chơi mà em bé nghĩ và có gì giống và khác với những lời phủ của những người phụ chim mê và sóng.
giống nhau thì đây đều những trò chơi hấp dẫn và thú vị và đều xuất hiện những hình ảnh của thiên nhiên mây phóng, nhưng chúng có điểm khác biệt là khác nhau, đó là trò chơi của những người trên mây và trong phóng chỉ có hình ảnh của thiên nhiên mà thôi. Thế nhưng đối với trò chơi của em bé thì ngoài cái hình ảnh của thiên nhiên ra, bằng trí tưởng tượng sáng tạo của mình thì còn có cả bình luận từ phố nào của mình nữa, đúng không ạ? Nếu là con là sóng thì mẹ sẽ là bờ biển, đúng không ạ? Đấy, con sẽ răng 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 vỗ vào là mẹ và cười cười vang, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Con là mây thì sẽ là gì ạ? Thì mẹ sẽ là trăng và con sẽ hai tay ôm lấy mẹ, đúng không ạ? Đấy. Như vậy là chúng ta đã phân tích xong về bài thơ này. Nội dung bài thơ này thì nếu mà chúng ta đọc bài thơ bác thấy rất là dài, nhưng chúng ta phân tích thì nó không hề dài đâu, nó vừa bị ngắn thôi. Về nghệ thuật thì bố cục bài thơ thành hai phần giống nhau nhưng không hề trùng lặp về ý và lời các bạn nhé. Và thứ hai là những tác giả đã sáng tạo nên những cái hình ảnh thiên nhiên bay bổng, lung linh kỳ ảo, nhưng tuy nhiên rất là sinh động chân thực và gợi nhiều liên tưởng. Đó là hình ảnh mây và sóng, là hai hình tượng nói chung là nó là thiên nhiên rất bay bổng, tuy nhiên nó khá lung linh kỳ ảo kỳ lạ, nhưng tuy nhiên nó rất là sinh động chân thực, tức là làm cho người đọc hiểu rõ khá rõ ràng. Và chính những cái biện pháp cụ thể như vậy đã khắc họa lên cái nội dung của bài thơ, đó chính là ca ngợi tình mẫu từ thiên nhiên Bắc Việt. Và về cái văn bản thì bài thơ ca ngợi ý nghĩa tiền nguyên của tính từ. Như vậy sau khi học cái bài học này, tôi muốn các em có thể nhớ được cái nội dung bài học này thông qua một phiếu tư duy, bởi vì cái bài học này nó là một bài thơ, nó hơi là dài, bài thơ này thư viện tự cho mà các em. Và mấy bài phóng thì các em nhớ ở đây có bốn nội dung các em cần ghi nhớ. Thứ nhất là trò chơi của bé. Trò chơi của mấy bài phóng thì chúng ta có chơi với bên minh vàng, chơi vầng trăng bạc, ca suốt ngày ngao du khắp nơi, đúng không ạ? Ngao du khắp nơi đến mà không biết là từng đến nơi nào, đúng không ạ? Thứ hai về nội dung cảm xúc thì có ba nội dung. Thứ nhất là ca ngợi mẫu tử ở thiên nhiên Bắc Việt, thứ hai là thể hiện tình yêu của con với mẹ, thứ ba là tình cảm của các bạn với trẻ thơ. Về trò chơi của bé thì chúng ta có hai loại, thì bé có hai trò chơi mới sau khi đã từ chối lời mời của mây và sóng. Thứ nhất là con là sóng mẹ bến bờ, con là mẹ, mây là trăng. Con là sóng mẹ bến bờ, con sẽ răng răng vỗ vào mẹ vào cười vang lớn, đúng không ạ? Con là mây, mẹ là trăng, và con sẽ hai tay ôm dưới và bầu trời xanh thẳm, đúng không ạ? Và nghệ thuật ở đây thì có ba nghệ thuật. Thứ nhất là lời kể phiên đối thoại. Mặc dù bé một bài thơ nhưng nó bài thơ này nó mang tính chất tự sự, đúng không ạ? Nó có lời kể, đúng không ạ? Có phiên đối thoại. Về đây bài thơ này bài thơ khá đặc biệt, đúng không ạ? Bài thơ này nó giống như là một bài thơ có câu chuyện vậy. Nó lặp lại có sự biến hóa phát triển hình ảnh thiên nhiên rồi ý nghĩa tượng trưng. Đây chính là hình ảnh mây và sóng là hiện tượng chủ yếu được đề cập đến khá nhiều trong văn bản. Và chúng ta có một số hình ở bình minh vàng này, trần trăng bạc này, đúng không, để không hiểu rồi. Các em hãy luyện tập, hãy tưởng tượng mình là người đang chuyện với mây và sóng. Em hãy viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu về hồi chuyện này. Các em hãy làm bài tập về nhà và các em hãy gửi bài tập của mình thông qua phần bình luận nhé. Tôi sẽ xem bài của các em và tôi sẽ chấm chữa cho các em. Đây chúng ta sẽ sang tiếp nội dung tiếp thực hành tiếng Việt. Trước hết ta tìm hiểu cái phần ẩn dụ. Bài tập một chuyên khoa mây và sóng ẩn dụ cho thiên nhiên tươi đẹp thơ mộng và thật sự, đúng không ạ? Và mây và sóng mở ra những thế giới xa xôi, hư ảo huyền bí. Chúng ta hay nói là đầu óc trên mây, đúng không ạ? Thì đương nhiên là đầu óc mình thường nghĩ đến xa xôi, hư ảo huyền bí. Và mây và sóng ở trong bản thì nó ẩn dụ cho những cảm xúc ở đời, đó là những cái lời cảm xúc ngọt ngào, đúng không ạ? Và ẩn dụ. Và bài tập cụm từ, bài tập số 2, biện pháp cụm từ được dùng cho hình ảnh bình minh vàng vầng trăng bạc, đó chính là biện pháp cụm từ ẩn dụ. Thì bình minh vàng nó có tác dụng gì? Thứ nhất là mở ra không gian đẹp, bình minh vàng mà, đúng không ạ? Nghe nó đẹp rồi, chẳng lẽ tôi rõ anh phát vàng, đúng không ạ? Đi phát vàng luôn. Nó gợi ý nghĩa về sự quý giá của một khoảnh khắc thời gian. Vầng trăng bạc thì nó để mỹ lệ hóa về đẹp vầng trăng. Vầng trăng nó ra một bạc vậy, cũng vầng trăng bạc phán đất đánh như một chiếc mỹ là bằng bạc. Và chính những cái hình ảnh vụ đấy nó đang mở ra một không gian thiên nhiên rực rỡ, lấp lánh ánh sáng, sắc màu vùng quyến rũ, quên về tình yêu thiên nhiên và trân trọng của thể học kỳ giá của cuộc sống. Và chúng ta nhớ là ẩn dụ thì là một cái biện pháp vô từ, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ dựa trên cái là một cái biện pháp vô từ, đúng không ạ?
gọi tên sự vật sự việc này bằng một cái sự vật sự việc khác đúng không ạ, và nó biến thành từ ẩn dụ, nó làm tăng thêm sự việc càng sự việc đại. Chúng ta cũng nói là ẩn dụ đúng không ạ, ẩn dụ cách thức, ẩn dụ chỉ được cảm giác đúng không ạ, ẩn dụ bốn loại các bạn có thể tự tìm hiểu thêm về ẩn dụ. Và ẩn dụ là một phương thức các bạn rất hay nhầm về hoán dụ, và sau này các bạn học thì các bạn chưa hề lưu ý. Ẩn dụ thì nó giống như kiểu so sánh ngầm vậy các bạn nhá. Ẩn dụ nó giống như hệ so sánh ngầm và nó cũng có cái sự so sánh nhưng nó ngầm, nó không thể rõ chưa. Và đây thì bình minh vàng, tức là ví như là bình minh vàng vậy, được chưa ạ? Đấy, tiếp theo bạn sẽ tìm hiểu về biện pháp cụ từ thứ hai là biện pháp biệt ngữ. Ở biệt ngữ thì biệt là cái gì, biệt có nghĩa là chúng ta lập nhá. Ở biệt ngữ thì chúng ta có biệt cấu trúc này, đúng không, biệt vòng này, đấy, biệt ngắt quãng này đúng không ạ. Và biệt ở đây thì nó khác với chữ lập từ kem nhá. Ở lỗi lập là kem lặp đi lặp lại mà nó gây cảm giác nó nhàm chán cho người đọc, nhưng biệt ngữ ở đây thì nó lại khác, nó nhằm một là nhằm tạo giọng điệu cho câu văn, là cho câu văn nó thêm tính nhạc điệu hơn, nó nhấn mạnh hơn về cái đối tượng được diễn đạt. Và bài tập số 3 ở đây, con là sóng và mẹ là bến một kỳ lạ, con lăng 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 mãi rủ chiếc cười vang vọng ta vào mẹ. Thì từ như là biệt ngữ thì bao giờ cũng là lặp từ các bạn nhá, nhưng lặp từ ở đây nó không phải là mang ý nghĩa nhàm chán, mà nó là nhấn mạnh điều về đối tượng mà tác giả những muốn diễn đạt, và nó sẽ tăng tính hấp dẫn cho câu thơ, tăng tính nhạc điệu cho câu thơ. Ở đây là lăng 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 lăng, ở biệt ngữ là lăng là lặp lại 3 lần đúng không ạ, để làm gì, vừa nghĩa là thực hành động em bé và là vào mẹ hết lần này đến lần khác, vừa gọi hình tượng những hình sóng nối tiếp nhau đúng không ạ. Đấy, chạy đuổi theo nhau lan xa trên mặt đại dương bao la vội vỡ vào bờ cát, từ đó gợi lên hình ảnh em bé hồn nhiên vô tư đúng không ạ, tinh nghịch vui chơi bên người mẹ hiền từ dịu dàng âu yếm che chở cho con. Trong cái đoạn trích chồng mẹ của các giáo viên học trong hồi ký nhân thấu, con lăng vào cái bầu sữa nóng của người mẹ đúng không ạ, đấy, lăng vào cái bầu đấy, cái này chúng ta học sau này học ta sẽ để ý có từ lăng đấy em nhé. Nội dung tiếp theo bác sẽ tìm hiểu về dấu câu. Các em lưu ý là dấu câu thì các em có rất nhiều dấu câu, và dấu câu thì có tác dụng là nó sẽ ngăn cách các câu văn với nhau và nó sẽ tạo nên cái nhịp điệu bạn nên có ngăn nghỉ. Và dấu câu cũng như là dấu câu các em đã biết đó, dấu chấm này, dấu chấm lược này đúng không, dấu chấm than này đúng không ạ, hoặc kép, và dấu gạch ngang nữa, và dấu hỏi nữa đúng không ạ. Vậy thì trong bài tập số 4 này, trong bài thơ mây và sóng có nhiều đoạn dẫn lời nói trực tiếp của các nhân vật, thì dấu câu được sử dụng để đánh dấu lời nói trực tiếp ấy, nó là vì nó chia vào ngoặc kép. Và lưu ý nhé, ngoặc kép thì sẽ là dấu để đánh dấu lời nói trực tiếp em nhé. Và đương nhiên là đã đánh dấu lời nói trực tiếp thì phải là nguyên văn câu nói đấy, không có sự biến đổi về ngôi kể này, về cái thì thời gian này, bọn nó phải nguyên văn, người ta nói gì thì em phải trích dẫn đúng như thế, các em không được biến đổi về ngôi em nhé. Tiếp theo bác sẽ nói về đại từ. Đại từ là một kiến thức các em thực ra các em vừa mới học ở chương trình tiếng Việt lớp 5, ở chương trình cũ thì các em học ở cái này lớp 7 cơ, nhưng mà ở chương trình mới thì các em học ở chương trình lớp 6 luôn. Đại từ là một kiến thức là các em thấy là đại từ nó cũng không quá khó với các em đâu. Đại từ thì đại là đại diện, từ ngữ từ là đại diện là để thay thế, và đây là cái việc các em sử dụng phương pháp và phương pháp liên kết, có trọng năng liên kết thế nhá. Các em sẽ thay thế những cái từ trong câu để tránh bị sự lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thành ngữ lặp từ, nó sẽ nhàm chán hơn văn. Và từ ở đây thì chúng ta có bạn từ nhân xưng này đúng không ạ, đấy, rất nhiều bạn từ khác nhau, nói chung là đại từ mà các em có thể đó đây này, và các em đã học ở phiên học trước rồi. Và ở đây bọn từ là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất phú nhiều, vì ngôi thứ nhất là như nào, và chúng ta đã học về ngôi kể trong văn tự sự, nó ngôi kể thì văn ngôi kể thứ nhất, và ngôi thứ ba là phú nhiều, ngôi thứ nhất tức là sẽ là có sự chủ quan tớ, bây giờ mình tự xưng nhau với như mình, nhưng bây giờ bọn tớ từ nhiều người tự xưng với nhau, nhiều người tự xưng thì gọi là bọn tớ, thì đây là lại quý tự xưng nhất của nhiều nhá. Và ở đây thì bọn tớ trong những người nói trực tiếp ở bài đây là phỏng thì dùng để chỉ những người trên mây và trong sóng các bạn nhá. Bài tập 6 thì chúng ta bọn mình là những bài từ ngôn thứ nhất phú nhiều, nhưng nó bao gồm cả người nói và người nghe, chúng ta tức là cả người nói và người nghe đều có trong đấy, bọn mình kể cả mình và người nghe, và chúng tôi bọn mình đúng không ạ, là những đại từ ngôn thứ nhất phú nhiều chỉ bao gồm nó chúng tôi, tôi chỉ tôi chúng bọn tôi là người nói thôi, chứ không có chúng ta là có cả mình cả người khác
đúng không ạ? Giống như là trong bài thơ Việt Nam cũng như là ta về ta nhớ, đúng không ạ? Ta về ta nhớ tức là có cả mình, có cả người đi và kẻ ở trong đó nhá, được chưa? Và bọn tớ đây lại phần ngôn phiên nhất phú nhiều chỉ bằng một người nói, được chưa? Và thực ra là cái này cả em có thể liên tưởng đến bản thân mình được mà, đúng không ạ? Không có khó hiểu đâu. Và chúng ta hãy chọn những từ bọn mình, chúng tớ hay chọn bọn tớ, bởi vì hai từ này nó đều là những bài phần ngôn phiên nhất phú nhiều chỉ bằng một người nói thôi, và nó cũng ý nghĩa và mang sự thay cụ thực hiện, chúng ta đều thay thế cho nhau được. Nhưng chúng ta không thể thay từ bọn mình chúng tớ với lại thay bằng bọn ta với chúng ta được nhá, vì chúng ta không thể thay thế được bởi vì nó bao gồm cả người nghe nữa. Trong khi bọn mình chúng tớ đây nó với bọn tớ đây nó chỉ bao gồm người nói em nhá. Bài học ngày hôm nay đã kết thúc rồi, cảm ơn các bạn còn theo dõi và lưu ý bài bài giảng hôm nay là dựa trên kinh nghiệm cá nhân của tôi, vậy nên là đương nhiên nó sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Nếu như các em thấy video này hay, các em nhớ like, share và đăng ký kênh, và nếu như các em cũng bất kỳ thắc mắc câu hỏi nào có vấn đề ý nào thì các em đừng ngần ngại hay bày tỏ cảm xúc, em hãy đặt câu hỏi phiếu bình luận. Và các em đương nhiên là bởi vì bài học này là dựa trên kinh nghiệm của tôi và lâu lắm cũng không dễ vàng, thì đương nhiên là có thể là nó chưa được hay cũng như là nó cũng có thể sai sót, không tránh khỏi, nên các em hãy đừng ngần ngại đặt câu hỏi phiếu bình luận nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào các bạn, các em học làm sao tại vì các em